bị mắc kẹt trong đống ngô, nam thanh niên và người bạn đồng hành gọi 911 khi thời gian cứu hộ chỉ còn 10 phút. Lực lượng cứu hỏa nhanh chóng có mặt và tìm cách giải cứu. Họ đầu tiên an ủi nạn nhân, đặt miếng đệm xuống để tăng diện tích tiếp xúc và đeo vòng thắt lưng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, họ phát hiện không thể kéo anh chàng ra trực tiếp vì sẽ gây tổn thương cơ thể. Họ quyết định đặt vách ngăn xung quanh nạn nhân và sử dụng máy bơm ngô để giảm căng thẳng. Khi phần lớn ngô bên trong vách đã được đưa ra, họ có thể kéo nạn nhân ra khỏi đống ngô. Nhưng đột ngột, dây an toàn của nữ lính cứu hỏa bị đứt và cô rơi vào đống ngô. Dù cô ấy giữ vững, nhưng vẫn chìm dần. Một người khác trong đội nhanh chóng nắm tay cô ấy, nhưng họ cả hai bị ngô nuốt chửng. Sự cố này khiến đội trưởng triển khai kế hoạch dự phòng, cắt cái bồn chứa từ bên ngoài để đưa họ ra khỏi ngô. Sau khi thao tác thành công, tất cả ba người bị mắc kẹt trong ngô đã thoát khỏi nguy hiểm. Ở một diễn biến khác, người phụ nữ đang làm việc đột nhiên cảm thấy ngứa ngáy khắp người. Mọi cố gắng cào mạnh cũng vô dụng, nên cô ấy quyết định tự giúp mình bằng cách sử dụng một chiếc nĩa. Dù người bạn cố gắng ngăn cản, nhưng cô ấy vẫn tiếp tục đập đầu vào cửa sổ kính. Việc này khiến mọi người sợ hãi, và khi người phụ nữ lao mình xuống phía dưới, đồng nghiệp phải gọi ngay 911. Lính cứu hỏa nhận được thông báo và nhanh chóng đến hiện trường, nhưng họ gặp khó khăn với tình huống này vì sao một người lại chịu được cơn đau khi đập đầu vào kính. Mọi người đều bất ngờ không hiểu vì sao cô đồng nghiệp lại tự sát. Một nữ đồng nghiệp lý giải rằng cô ấy không sử dụng ma túy hay rượu và đây có thể là do áp lực công việc quá nhiều. Lực lượng cứu hỏa vẫn chưa tìm ra sự thật và một nam trợ lý báo cáo rằng anh thấy một người đang dùng dao đâm mình một cách điên cuồng, hét lên rằng chúng ở trong cơ thể tôi. Lực lượng cứu hỏa cố gắng ngăn chặn anh ta, nhưng ngày càng có nhiều người khác xuất hiện với các triệu chứng tương tự. Với lực lượng cứu hỏa hiện tại không đủ để ngăn chặn thảm kịch, mọi người bắt đầu lao ra cửa sổ. May mắn, lực lượng cảnh sát đến hỗ trợ và giúp ngăn chặn sự kiện thảm kịch. Tuy nhiên, việc tìm ra nguyên nhân khiến mọi người đều bị bệnh trở thành ưu tiên cấp bách. Bác sĩ đội cứu hỏa phát hiện nhiều người bị rối loạn nhịp tim, không đo được huyết áp và không kiểm soát được hành vi. Họ bắt đầu tìm kiếm và phát hiện rằng nguyên nhân có thể là thức ăn. Một người phụ nữ khác bị ốm và bác sĩ đội cứu hỏa phát hiện ra cô ấy mắc chứng sợ ánh sáng và cực kỳ hương cảm. Kết hợp với triệu chứng của người khác, bác sĩ đề xuất đây có thể là bệnh Manhunter xuất phát từ việc tiếp xúc với thủy ngân. Cuối cùng, một lính cứu hỏa nhận thấy đồ ăn nhanh trên bàn và phát hiện rằng cả đội làm thêm giờ và có vẻ vấn đề nằm ở thức ăn. Họ hỏi mọi người ai đã ăn cơm và nhận ra rằng vấn đề có thể xuất phát từ đó. Ai giơ tay đều bình an vô sự, chỉ còn lại chiếc bánh mì kẹp thịt. Người lính cứu hỏa mở bánh mì và nhận thấy thủy ngân, ngay lập tức gọi đồ mang đi từ nhà hàng. Ông chủ nhanh chóng xuất hiện mang đồ ăn tới và người lính cứu hỏa hỏi về việc thủy ngân có được thêm vào hay không. Ông chủ hiểu ngay tình hình và anh ta muốn bỏ chạy, nhưng lại bị cảnh sát khống chế và phát hiện một chai thủy ngân trong xe. Cảnh sát hỏi ông ta vì sao anh ta làm như vậy, và anh ta tố cáo rằng họ không bao giờ tip cho anh ta và không nhìn thấy anh ta như một người tồn tại. Cảnh sát giữ im lặng khi nghe điều này, chỉ vì ông chủ không nhận tiền boa mà anh ta đã giết người. Bạn muốn xem tiếp những vụ báo án tiếp không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé!